tờ The New York Times hôm 22 tháng 5 dẫn các nguồn thảo tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken muốn Washington cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Tờ báo viết rằng ông Blinken đã thay đổi lập trường sau chuyến thăm Ukraine hôm 14-15 tháng 5. Vào thời điểm đó, vị Ngoại trưởng nói rằng Washington không ủng hộ Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga, song quyết định phụ thuộc vào Kiev. Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là đã tranh luận gay gắt về vấn đề này. Tình hình khó khăn với Ukraine tại vùng Kharkiv nhiều khả năng là yếu tố khiến người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ muốn dỡ bỏ lệnh cấm. Những đề xuất hiện vẫn ở giai đoạn đầu và chưa rõ liệu quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phản ứng như thế nào. Đề xuất có thể cho phép Ukraine dùng vũ khí của Mỹ tấn công hạ tầng của Nga, ngoại trừ nhà máy lọc dầu và nhiều cơ sở Nga bị Kiev tấn công bằng máy bay không người lái thời gian qua. Ý tưởng này vẫn chưa được chính thức trình lên Tổng thống Biden, người trước giờ kiên định với lệnh cấm do lo ngại leo thang căng thẳng với Moscow. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 20 tháng 5 ám chỉ rằng những quy định có thể khác đối với các mục tiêu trên không, theo The Kiev Independent. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20 tháng 5 cho biết Kiev đang đàm phán với các đồng minh để có thể sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào khí tài quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Hiện tại chưa có thông tin tích cực nào, ông Zelensky nói, nhấn mạnh quân đội vẫn chưa phá vỡ các cam kết với đồng minh phương Tây. Trong khi đó, đồng minh của Mỹ là Anh đã cho phép Kiev sử dụng vũ khí Anh sản xuất, bao gồm tên lửa Storm Shadow, để tấn công vào đất Nga. Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo rằng nếu điều đó xảy ra, bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự của Anh ở Ukraine và nước ngoài đều có thể trở thành mục tiêu. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.